Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình tối nay thứ năm, ngày 28 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2023. Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 3 triển khai nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2023. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt một số văn bản của Trung ương và các văn bản của tỉnh. Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh tại khu công nghiệp Mai Sơn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Ngày 28 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2023. Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong 9 tháng, Chính phủ tiếp tục tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về xây dựng hoàn thiện thể chế. Chính phủ đã tập trung, dành nhiều thời gian, nguồn lực, áp dụng nhiều đổi mới để đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững. Kết quả bước đầu tương đối tích cực với mục tiêu bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần tăng cường cải cách, cắt giảm tối đa thủ tục, giảm xin cho, giảm chi phí tuân thủ, chống sách nhiễu, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, phân cấp, phân quyền cho cấp nào thực hiện tốt nhất, đi cùng phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường giám sát, kiểm tra, ra soát, xem nội dung nào giữ lại, nội dung nào cần hoàn thiện, bổ sung, nội dung nào cần bãi bỏ. Thủ tướng cho rằng các nội dung của phiên họp này đều là những nội dung quan trọng. Các đại biểu tập trung trí tuệ thảo luận về các vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tiến độ, chất lượng của phiên họp. Theo chương trình, tại phiên họp, Chính phủ thảo luận về đề nghị xây dựng luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo, tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có hiệu lực pháp luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chiều nay, ngày 28 tháng 9, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 3, triển khai nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2023. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Trong quý 3 năm 2023, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực triển khai thực hiện hoàn thành một số đề án nhiệm vụ quan trọng về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên theo chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tham mưu Bộ Chính trị ban hành kế hoạch về việc quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2026-2031. Tham mưu triển khai các nội dung phục vụ quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa 14. Tham mưu ban hành quy định về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Tham mưu Ban Bí thư ban hành quy định về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, góp phần tháo gỡ những vướng mắc bất cập về mô hình tổ chức đảng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế về việc quán triệt, hướng dẫn cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các văn bản của trung ương, công tác phát triển đảng viên ngoài doanh nghiệp nhà nước, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác tổ chức bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính đề nghị toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó tập trung tham mưu Bộ Chính trị hoàn thiện và ban hành quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng và tiếp tục tham mưu triển khai việc quy hoạch Ban chấp hành Trung ương theo kế hoạch, triển khai khảo sát hoàn thành 10 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tổng hợp kết quả khảo sát thi hành điều lệ Đảng từ năm 2011 đến năm 2023 và công tác tổ chức bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm, tham mưu thực hiện đồng bộ chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ. Sáng nay, ngày 28 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt một số văn bản của Trung ương và các văn bản triển khai thực hiện của tỉnh. Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Hội nghị được trực tuyến đến điểm cầu các huyện ủy, thành ủy. Hội nghị đã phổ biến quán triệt kết luận số 54 ngày 9 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện quyết định số 99 ngày 3 tháng 10 năm 2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Kế hoạch số 182 ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt triển khai thực hiện kết luận số 54 ngày 9 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư. Chỉ thị số 21 ngày 4 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kế hoạch số 183 ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị số 21 của Ban Bí thư. Nghị quyết số 36 ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Chương trình số 21 ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị, kết luận số 45 ngày 17 tháng 11 năm 2022, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết số 81 ngày 9 tháng 1 năm 2023 của Quốc hội về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy định số 117 ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản đã được quán triệt, đồng thời thường xuyên đôn đốc kiểm tra giám sát cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, cán bộ đảng viên trong việc thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc hoặc kiến nghị đề xuất sửa đổi bổ sung, báo cáo với cấp có thẩm quyền, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, gửi cấp ủy cấp trên theo quy định. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành, các huyện, thành phố, căn cứ kinh nghiệm rút ra, định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để xây dựng và triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả quy hoạch tỉnh Sơn La. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 36 về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tổ chức tập huấn thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất, đồng bộ triển khai trong toàn tỉnh. Sáng nay, ngày 28 tháng 9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Sơn La tổ chức hội thảo tư vấn phản biện và giám định xã hội những vấn đề đặt ra trong thời gian tới. Dự hội thảo có đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, các nhà khoa học và lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật của 11 tỉnh, thành phố phía Bắc. Thời gian qua, hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội đã được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh triển khai theo đúng quy định. Liên hiệp các hội đã chủ động nắm tình hình, phát hiện vấn đề cần phản biện, tư vấn, tiến hành xây dựng kế hoạch, thu thập tài liệu, nghiên cứu thực tế và tập hợp đội ngũ trí thức tổ chức tham vấn phản biện với tỉnh trong nhiều lĩnh vực, trong các chương trình, dự án quan trọng của tỉnh, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức. Hàng năm tham gia trên 30 hội đồng thẩm định các đồ án, dự án, đề tài khoa học, hội đồng sáng kiến, xét tặng các danh hiệu, chủ trì 2 đề tài khoa học cấp tỉnh và đề tài tư vấn phản biện và giám định xã hội, tổ chức các hội thảo khoa học, viết bài nghiên cứu phục vụ công tác tư vấn phản biện. Hội thảo đã nhận được 13 bài tham luận của các thành viên Liên hiệp hội, các nhà khoa học cùng nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo tham gia về những nội dung, vấn đề trọng tâm như những vấn đề đặt ra đối với hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội trong thời gian tới, công tác tư vấn phản biện trước yêu cầu mới, kinh nghiệm triển khai hoạt động tư vấn phản biện tại các địa phương. Thời gian tới, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam yêu cầu Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật các tỉnh, thành phố tiếp tục hoàn thiện và đổi mới cơ chế chính sách có liên quan đến tư vấn phản biện, giám định xã hội,
xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia, thông tin, số liệu, tài liệu tham khảo, phục vụ các hoạt động tư vấn phản biện, giám định xã hội, tiếp tục đưa ra những kinh nghiệm hay và cách làm hiệu quả để tiếp tục nhân rộng, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân trong những năm tiếp theo. Chào mừng Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Sơn La khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Chiều ngày 28 tháng 9, Hội nông dân tỉnh Sơn La tổ chức trao giải báo chí sáng tác các ca khúc và ảnh nghệ thuật với chủ đề Nông dân Sơn La đổi mới và phát triển lần thứ hai và tôn vinh sản phẩm nông nghiệp Sơn La tiêu biểu năm 2023. Dự lễ trao giải có đồng chí Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh. Giải báo chí sáng tác ca khúc và ảnh nghệ thuật với chủ đề Nông dân Sơn La đổi mới và phát triển do Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức. Sau thời gian phát động sáng tác, sáng tạo tác phẩm, ban tổ chức đã nhận được 90 tác phẩm báo chí, 10 ca khúc và 167 ảnh nghệ thuật của trên 90 tác giả, nhóm tác giả tham dự giải. Chất lượng các tác phẩm dự giải năm nay được đánh giá cao, đáp ứng các yêu cầu về thể lệ dự thi, tập trung nhấn mạnh chủ đề Nông dân Sơn La đổi mới và phát triển, phản ánh toàn diện trên các lĩnh vực liên quan đến công tác hội và phong trào nông dân, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Về tôn vinh sản phẩm nông nghiệp Sơn La tiêu biểu, ban tổ chức đã tiếp nhận 39 sản phẩm của 32 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đa số các sản phẩm đã thể hiện tính chất đặc trưng của sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn, bao bì nhãn mác được chú trọng. Một số sản phẩm đã thể hiện được bản sắc văn hóa địa phương, là sản phẩm có chất lượng cao, có uy tín trên thị trường, được người tiêu dùng đánh giá cao. Là sản phẩm chủ lực của địa phương, thân thiện với môi trường, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh, đạt các chứng nhận tiêu chuẩn cao. Ban tổ chức đã trao 4 giải A, 8 giải B, 12 giải C và các giải khuyến khích cho các tác phẩm đạt giải. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 24 sản phẩm nông nghiệp Sơn La tiêu biểu năm 2023. Sáng nay, ngày 28 tháng 9 tại khu công nghiệp Mai Sơn đã diễn ra cuộc diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh, có huy động nhiều lực lượng, phương tiện phối hợp tham gia. Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo cuộc diễn tập. Cuộc diễn tập gồm hai phần: vận hành cơ chế chỉ huy và diễn tập thực hành. Trong phần 1, các đại biểu xem phim về diễn tập quy trình vận hành cơ chế chỉ huy, điều hành khi xảy ra tình huống. Phần 2 là phần diễn tập thực hành. Với tình huống giả định một vụ cháy xảy ra tại xưởng sản xuất nhà máy chế biến nông sản BHL Sơn La tại khu công nghiệp Mai Sơn. Nguyên nhân cháy do rò rỉ khí bioga tại khu vực buồng đốt của hệ thống lò sấy nông sản gặp nguồn nhiệt gây cháy toàn bộ khu vực lò đốt và cháy lan ra các vị trí xung quanh. Khu vực xảy ra cháy có hai máy xúc lật và số lượng lớn bã sắn khô. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy đã phát triển mạnh gây cháy nổ bình chứa dầu của máy xúc lật, cháy lan sang khu vực để hàng thành phẩm. Đám cháy tỏa ra nhiều khói, khí độc bao trùm toàn bộ nhà xưởng. Thời điểm này, đơn vị đang tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống báo cháy tự động, nên hệ thống không thực hiện được các chức năng báo cháy theo thiết kế chế tạo, lắp đặt. Ban chỉ đạo diễn tập, ban chỉ huy diễn tập huy động lực lượng của 42 đơn vị với gần 500 người tham gia, huy động hơn 60 phương tiện, thiết bị cơ giới tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Với việc huy động nhanh chóng các lực lượng và triển khai quyết liệt, đồng bộ, khoa học, kịp thời các biện pháp, sau khoảng gần 1 giờ đồng hồ, kể từ khi phát hiện, đám cháy đã bị khống chế và dập tắt hoàn toàn. Phát biểu tại cuộc diễn tập, đồng chí Nguyễn Thành Công đánh giá cao cuộc diễn tập đã hoàn thành đúng kế hoạch, chương trình và đạt mục tiêu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện, hoàn thiện được cơ chế phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong chỉ huy, điều hành công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, thể hiện năng lực chỉ huy, điều hành trong xử lý tình huống cháy lớn, vận dụng linh hoạt và có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của cơ sở. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể, 15 cá nhân. Chương trình thời sự hôm nay sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Với chủ đề xây dựng tổ chức hội nông dân vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp,
kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững. Ngày 29 tháng 9, Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Sơn La khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức diễn ra. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác, qua đó góp phần đưa nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Sơn La phát triển mạnh mẽ, đời sống của nông dân được cải thiện về mọi mặt. Nhiệm kỳ 2018-2023, dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng Hội Nông dân tỉnh đã phát động nhiều phong trào với sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên nông dân. Đến nay, toàn tỉnh có trên 30.000 hộ đạt danh hiệu Hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp cơ sở chiếm 73,56%. Các cấp hội vận động hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tương trợ giúp đỡ cho gần 1.700 hộ nghèo để giúp đỡ họ vươn lên, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Năm 2020, Hợp tác xã Trường Tiến chúng tôi được sự giúp đỡ của Hội Nông dân tỉnh Sơn La, được vay nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân là 1 tỷ. Sau khi được vay nguồn vốn, chúng tôi mang về phân cho mỗi thành viên là 100 triệu. Thì qua quá trình phát triển chăn nuôi, hàng năm là cung cấp thêm được vỏ thịt. Ngoài ra thì tận dụng thêm nguồn phân bón để cho cây, bón cho cây trồng. Từ đó thì cây chất lượng cây trồng nó hàng năm nó thu nhập tăng lên. Bên cạnh đó, việc xây dựng tổ chức hội cũng được quan tâm. Trong nhiệm kỳ 2018-2023 đã kết nạp trên 20.000 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên trên 170.000 người. Việc tư vấn hỗ trợ đào tạo nghề, vay vốn đã được tập trung triển khai, nhờ đó đã giúp đời sống của người dân được cải thiện về mọi mặt. Hiện nay thì trên địa bàn tỉnh Sơn La đã dần hình thành được một cái hình mẫu về người nông dân thế hệ mới trong xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, để góp phần chung sức đồng lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La xây dựng tỉnh Sơn La trở thành tỉnh phát triển xanh, nhanh và bền vững. Từ những kết quả đã đạt được, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân tỉnh phấn đấu tăng cường hoạt động của tổ chức hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần để nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Tích cực vận động nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể với tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị nông sản đáp ứng yêu cầu của thị trường, đẩy mạnh hỗ trợ nông dân tham gia chuyển đổi số trong phát triển sản xuất, kinh doanh, nắm bắt kịp thời thông tin, nhu cầu thị trường, hướng tới ổn định và phát triển bền vững. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ 10 khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, hội viên nông dân phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc, sức mạnh đoàn kết, sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, công tác trong nhiệm kỳ mới, từ đó góp phần xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Từ ngày 25 tháng 9 đến nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa to đến rất to, gây lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Một số tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, làm gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân tại nhiều địa phương. Dự báo trong những ngày tới, có thể tiếp tục còn xảy ra mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ, chồng lũ, ngập sâu tại vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi. Để đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 898/2023 về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh không được lơ là chủ quan, mất cảnh giác, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, chủ động chỉ đạo khẩn trương triển khai có hiệu quả công tác ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, theo phương châm 4 tại chỗ. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc đi lại qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn. Có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh tại các khu vực bị ngập lụt. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các cơ sở hạ tầng đang trong quá trình thi công, đê điều, hồ đập, nhất là các công trình sung yếu,
kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ngay sau khi nước rút, sẵn sàng lực lượng để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Các bộ Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Y tế, theo chức năng quản lý nhà nước được giao, tổ chức dự báo cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin dự báo, cảnh báo cho các cơ quan chức năng và địa phương, phối hợp địa phương chỉ đạo hướng dẫn công tác tổ chức giao thông và bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, kịp thời huy động nhân lực, máy móc để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính, bảo đảm an toàn hồ đập, nhất là các hồ thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, vệ sinh môi trường, khẩn trương khôi phục lại sản xuất, ổn định cuộc sống cho người dân ngay sau mưa lũ, không để xảy ra dịch bệnh. Từ ngày 26 đến 10 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2023, trên địa bàn huyện Phú Yên xảy ra dông lốc gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Ngay trong sáng ngày 28 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Yên đã thành lập các đoàn công tác xuống các địa bàn trọng điểm để chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm người mất tích. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Yên, tại bản Đung, xã Mường Lang, sạt lở đất đã cuốn trôi 2 người, mất tích 1 người, gồm 1 trẻ em và 2 phụ nữ. Trước đó vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 9, 3 nạn nhân đều cư trú tại bản Đung, gồm bà HTN sinh năm 1973, đưa cháu HHD sinh năm 2018 đi học và bà DTL sinh năm 1977 đi xem ruộng đã bị sạt lở đất đẩy xuống suối và bị nước lũ cuốn trôi. Những người chứng kiến sự việc cho biết, đất đá phía tả luy dương sạt xuống đã đẩy 3 người xuống suối và bị lũ cuốn trôi do lũ quá lớn và chảy xiết nên không cứu được. Thấy nó đứng ra thế này thì thấy nó chạy phát thì đất nó sạt đi luôn. Thấy nó nước lên to quá, thấy nó đưa tay lên thì không dám ra. Ngay sau sự việc xảy ra, Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Phú Yên đã trực tiếp đến địa bàn xã Mường Lang để chỉ đạo công tác triển khai các phương án tìm kiếm người bị lũ cuốn trôi và mất tích, đồng thời huy động thiết bị máy móc để khắc phục điểm sạt lở, lưu thông tuyến đường. Sau khi thì nhận được cái thông tin, chúng tôi có báo cáo trực tiếp về Ban Chỉ huy Phòng chống lũ bão của huyện. Và chúng tôi cũng có trực tiếp là điện trao đổi phối hợp với hai xã là Thu Cúc và Đồng Sơn để phối hợp trong công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Tại xã Kim Bon đã gây sạt lở đất vào 4 hộ dân, trong đó có 1 hộ phải di rời khẩn cấp, 3 hộ hiện đang khắc phục. Tại xã Mường Thải có 2 hộ nằm trong diện nguy cơ sạt lở cao, xã đã di rời tài sản và người đến nơi an toàn. Nước lũ ở các suối dâng cao gây ngập úng nhiều diện tích lúa ruộng và hoa màu của người dân, hiện chưa có thống kê đầy đủ về thiệt hại. Tình hình mưa lũ tiếp tục được dự báo sẽ có những diễn biến phức tạp. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện sẽ tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo tại chỗ công tác khắc phục hậu quả các điểm nguy cơ cao, mất an toàn, theo phương châm 4 tại chỗ. Trước mắt, tập trung huy động mọi nguồn lực cho việc triển khai các biện pháp tìm kiếm người mất tích và bị lũ cuốn trôi, chỉ đạo đối với các điểm trường nằm trong vùng không an toàn tạm thời nghỉ học. Các địa phương có phương án cùng nhà trường sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra đối với học sinh, đặc biệt là học sinh bán trú hiện đang ở tại trường. Tại huyện Mộc Châu, từ ngày 26 tháng 9 đến nay, mưa dông cũng đã diễn ra trên diện rộng và kéo dài, đã gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân. Tính đến trưa ngày 28 tháng 9, tổng thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng. Mưa lớn đã làm sạt lở đất đá vào nhà của 4 hộ dân tại xã Quy Hướng và sụt lún nhà của 1 hộ dân ở xã Hua Păng, gây ngập đường giao thông từ xã Đông Sang đi bản Co Sung, Chăm Cháy, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân và học sinh. Đất đá sạt lở với khối lượng ước tính khoảng 500 mét khối, gây ách tắc cục bộ một số tuyến đường. Chính quyền các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả theo phương châm 4 tại chỗ, huy động các lực lượng tại chỗ giúp nhân dân khắc phục thiệt hại, hỗ trợ các hộ chịu ảnh hưởng, di chuyển tài sản, tổ chức cắm biển cảnh báo đối với các tuyến đường bị sạt lở. Ủy ban Nhân dân huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã xuống địa bàn để kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại. Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu năm 2023, Ban Chỉ đạo về an toàn thực phẩm các địa phương trong tỉnh đã thành lập các đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Trung Thu. Tại Sông Mã, qua kiểm tra 28 cơ sở kinh doanh thực phẩm, có 3 cơ sở vi phạm kinh doanh hàng hóa đã quá hạn sử dụng.
đoàn đã lập biên bản tịch thu tiêu hủy và xử phạt hành chính 13 triệu đồng. Việc kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, hàng nhái, thực phẩm kém chất lượng, quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và sử dụng nguyên liệu thực phẩm không bảo đảm an toàn. Thông qua đợt kiểm tra nhằm chấn chỉnh, nâng cao ý thức của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Ngày 27 tháng 9 tại xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh đoàn phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân huyện Sốp Cộp tổ chức chương trình Đêm hội Trăng Rằm với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Sơn La năm 2023. Trong khuôn khổ chương trình, gần 1.000 em học sinh của trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Mường Lèo đã được tham gia các trò chơi dân gian, được trò chuyện với các nhân vật hóa thân thành chị Hằng, chú Cuội, tìm hiểu ý nghĩa của ngày Tết Trung thu, thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc và màn múa lân hấp dẫn. Những tràng vỗ tay, tiếng cười giòn giã của các em thiếu nhi vùng biên giới ánh lên niềm vui, niềm hạnh phúc. Nhân dịp này, các đơn vị đã trao trên 40 suất học bổng với tổng trị giá trên 50 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Tặng gần 700 chiếc đèn lồng, 700 suất bánh kẹo và 1.000 bộ dụng cụ học tập với tổng trị giá 150 triệu đồng cho các em học sinh. Các hoạt động dịp Tết Trung thu thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn, hội đội và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, động viên khích lệ thiếu nhi, nhất là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, tiếp tục học tập, rèn luyện tốt. Đêm hội Trăng Rằm là hoạt động văn hóa ý nghĩa mang đậm bản sắc truyền thống của đồng bào các dân tộc của thành phố Sơn La. Một trong những hoạt động được mong chờ nhất đêm hội đó là phần tranh tài giữa các đội thi đến từ các xã phường trên địa bàn thành phố. Thời điểm này, các đội đang tất bật với những khâu chuẩn bị cuối cùng cho đêm hội. Lên ý tưởng chủ đề, tự tay cắt tỉa tạo hình, lựa chọn vật liệu gần gũi với cuộc sống thường ngày, tỉ mỉ trong chế tác linh vật. Đó là những khâu chuẩn bị của đội thi phường Triền Cơi cho hai phần thi. Thi trang trí mâm cỗ Trung thu và thi trang trí linh vật trong đêm hội Trăng Rằm năm 2023 sẽ được thành phố Sơn La tổ chức tới đây. Chúng tôi cũng phải lên những cái trang là YouTube hoặc là mạng trên mạng để sưu tầm và học hỏi những cái cách tỉa làm sao mà có thể là tạo ra được những cái con vật ngộ nghĩnh từ hoa quả. Ví dụ như là chúng tôi đã mua quả thăng long và cắt tỉa thành hình con cá hoặc là quả su su để cắt tỉa thành hình con ếch ngộ nghĩnh. Mỗi người phụ trách cắt tỉa một con vật sẽ được trưng bày trong mâm cỗ Trung thu, sử dụng các loại quả với màu sắc rực rỡ, gần gũi với thiếu nhi. Các thành viên trong đội đã cùng nhau lên ý tưởng để mang đến đêm hội một mâm cỗ Trung thu với ý nghĩa của sự đoàn viên, sum vầy và mang những nét đẹp văn hóa, giá trị truyền thống của người dân Việt Nam. Với mong muốn mang đến ý nghĩa về niềm hy vọng, sự mong ước về một năm mưa thuận gió hòa, người dân được sống trong bình yên, hạnh phúc, các thành viên trong đội đang nỗ lực hết mình mang đến phần trình diễn linh vật đặc sắc trong đêm hội. Hiện nay thì về cơ bản thì các mô hình linh vật và đèn cũng đã triển khai và trang trí gần xong. Để tới nay đúng ngày hội Trăng Rằm để trình diễn để phục vụ cho bà con nhân dân trên địa bàn. Đêm hội Trăng Rằm lần đầu tiên được thành phố Sơn La tổ chức vào năm 2022. Lễ hội được duy trì thực hiện mỗi năm một lần. Với không gian rực rỡ sắc màu, các hoạt động trong đêm hội đều mang những nét đẹp thể hiện văn hóa về truyền thống, quảng bá hình ảnh về mảnh đất con người thân thiện, mến khách của thành phố. Chính vì vậy, đêm hội Trăng Rằm năm nay rất được nhiều người dân thành phố háo hức mong chờ. Chúng tôi là người dân sống trên thành phố Sơn La, rất là háo hức. Cứ hàng năm mỗi đến là mong đến ngày lễ hội Trăng Rằm. Đây là cũng là một cái Tết của dân tộc. Trung thu là Tết đoàn viên sum vầy. Đây là ngày Tết đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam. Với việc tổ chức đêm hội Trăng Rằm thường niên, thành phố Sơn La tiếp tục mang đến hình ảnh về một thành phố với đa sắc màu văn hóa, tích cực trong gìn giữ những nét đẹp truyền thống, một đô thị văn minh, giàu bản sắc, thân thiện và đáng sống. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.